Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Pond đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft trên tổ 1.16 các bạn ơi. Thì ok, thì trong tập trước thì mình đã có xây được một cái tổ ong như các bạn. Tổ ong của trang trại ong ấy, để cho nó hút mật và nó thụ phấn trên mấy cái lũ này các bạn ơi. Ok, nó bây giờ nó chui ra này các bạn. Thì mình sẽ cho nó ăn các bạn ơi. Ôi, cái con này nó bay đâu nhỉ? Ok, nó đi. Thì ok, thì cái mục tiêu trong tập này của mình ấy là mình sẽ làm một cái nhà kho. Và mình sẽ làm các bạn enchant các bạn ạ. Đấy. Thì mình cũng nói luôn là trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có làm những gì nha các bạn. Ok, thì trong thời gian giữa hai tập mình đã có xây cái cây cầu để cho nó hoàn thiện các bạn ơi. Đấy. Mình làm cái cầu cho nó hoàn thiện luôn mà mặc dù cái cầu nó không có được đẹp các bạn. Mình xây để cho đi đỡ thôi các bạn ơi. Đấy. Ôi. Mía mình cũng đã có trồng các bạn. Thì ở trong tập này mình sẽ làm một cái nhà kho và mình sẽ đi làm cái bàn phục phép các bạn ơi. Đấy, ui, có ong nó bay tùm lum các bạn ơi. Và mình nghĩ là nó bay nó sẽ về các bạn ơi, tại vì cái tổ nó là ở đây mà. Đấy. Thì để mà làm cái nhà kho thì mình sẽ cần gỗ các bạn. Đấy. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có qua bên Nether ấy, mình tạo thêm một ít cái này các bạn. Để lấy nữa mình trang trí với cái nhà kho cho mình nó đẹp các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra mình chặt một ít gỗ các bạn. Mình sẽ đi chặt gỗ hướng nào nhờ. Ok, mình sẽ đi qua bên cái cầu đây, mình sẽ đi qua bên đây mình sẽ chặt gỗ nha các bạn. Ôi trời, tối mình sẽ phải đi ngủ một phát các bạn. Ok, thì như mọi video trước thôi, nếu các bạn thích series của mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe, ủng hộ kênh mình nha các bạn. Chỉ cần 50 like thì mình sẽ ra tập tiếp theo các bạn ơi. Đấy. Mình đi ngủ một phát đấy. Ok, trời sáng rồi. Mình sẽ đi qua cái cầu, mình chặt một ít gỗ, mình mang về để mình xây. Mình thì kiểu như mình không có biết xây dựng sao cho nó đẹp các bạn. Mình chỉ xây theo cái cách của mình các bạn ơi. Mặc dù nó không có đẹp, các bạn thông cảm cho mình nha các bạn. Ok, thì mình sẽ qua mình chặt gỗ về làm cái nhà kho các bạn ơi. Đấy. Thì hiện tại đang trong mùa dịch các bạn ơi. Mình khuyên các bạn là nên ở trong nhà như các bạn. Đừng đi ra đường các bạn ơi. Ra đường thì nếu mà bị dính dịch thì rất là nguy hiểm luôn ấy. Ok, mình sẽ chặt gỗ các bạn. Các bạn hôm nay các bạn có thấy cái gì mới không? Thì mình đã có cài thêm một cái resort pack của anh MC Linh nhé các bạn ơi. Nhìn đẹp vãi nồi ấy. Cũng được mà các bạn. Nó lấp lánh cái thứ mà nó 3D nữa. Đẹp cực kỳ ấy. Ôi, mình thích cái resort pack như vãi nồi. Ok, mình sẽ chặt thêm gỗ đi. Mình nghĩ mình sẽ làm cái nhà kho nhỏ thôi, không cần phải bự đâu. Ôi, có táo này ngon. Được của nó các bạn. Ây, thầy da. Chặt mấy cây. Mình là chú lười các bạn ơi. Mình chỉ chặt mấy cây thấp thôi, mấy cây cao thì mình không có chặt đâu. Ok, mình sẽ chặt mấy cái cục gỗ này. Hiện tại mình cũng rất muốn là qua Nether mình tìm được cái gì đó, cái cục là cái vặn Netherite các bạn ơi. Netherite để mình làm cái giáp, nâng cái giáp. Có cái kiếm Netherite đó là cái kiếm mạnh nhất trong Minecraft các bạn. Thì cái kiếm nó sẽ giúp mình giết rồng nó dễ hơn ấy. Đấy, thì đã tập sau đi vậy. Tập sau mình sẽ cố gắng là qua đó mình đào là mình làm một full bộ giáp Netherite luôn. Bởi cái cây này cao quá các bạn ơi. Ôi, mình chỉ chặt mấy cây thấp thôi. Rồi. Mình không biết là mình đủ có chai bò các bạn. Trong thời gian dưới hai tập thì mình đã có cho những con bò này ăn rất là nhiều luôn các bạn. Ôi, có bò. Mấy con bò mà không phải khu trong nhà mình đó, mình có thể giết bạn ơi. Tại vì ở nhà mình còn đã có bò các bạn. Hello con bò nha. Ok, mình sẽ đi thịt em bò này các bạn. Để mà lấy ít da để mình làm các bạn phù phép các bạn ơi. Đấy. Quay mình chặt. Tại vì khu rừng của mình ấy cây nhiều lắm. Các bạn không sợ bị đôi chọc các bạn ơi. Đấy, mình sẽ làm mình chặt cái cây luôn nha các bạn. Đấy. Quay. Mình được quay một stack được cơ. Nhiều quá. Ok, mình nghĩ là một stack là đủ rồi các bạn ơi. Chưa về đây các bạn. Mình sẽ đi về đây, mình sẽ về mình xây cái nhà kho các bạn ơi. Mà mình xây tạm thôi. Mình không cần thiết phải đẹp các bạn ơi, chủ yếu là mình sẽ đi. Mình mong là cái series nó sẽ hoàn thành sớm các bạn. Mình mong là nếu bạn hiện tại nó có rất nhiều cái mod patch rất là hay các bạn ơi. Ví dụ như là Bismon nè. Kỳ sĩ rồng cái thứ ấy. Skyblock đồ. Các bạn muốn mình chơi thì comment bên dưới video cho mình biết nha các bạn. Ok, thì để mà xây cái đó thì mình chỉ cần lấy thêm ít đá các bạn ơi.
đâm chân trí rồi. Hai con lạc đà mình đã chuyển hết nó trên kia xuống đây rồi, cho mình dễ quan sát ấy. Mình sợ là mấy con zombie nó tấn công nó thì uổng vậy. Đấy. Có cái gỗ xanh xanh nha bạn, mình sẽ lấy cái gỗ mình xây thử được không? Đá đâu giờ? Ôi, mình cũng không cần phải cần thiết phải xây dựng bằng đá nữa bạn. Ok, mình sẽ đi qua đây xây. Mình sẽ xây cái nhà kho nằm ở đây nha bạn. Đấy. Ok bạn ơi. Thì cao lên tí bạn. Và sau đó thì mình sẽ lấy cái gỗ màu xanh xanh đó mình lấy được qua nether bạn ơi. Đấy. Mình coi thử là mình xây vào nó đẹp hay không. Nhìn có vẻ xanh xanh vãi nồi nhờ. Từ để mình nghiên cứu lại các bạn ơi, thì hình như nó không ổn. Đấy, đây sẽ là cái cổng các bạn. Từ các bạn. Đấy, mình sẽ lấy mấy cái slab mình đặt. Đấy, từ các bạn. Tại vì mình không có biết build các bạn ơi, mình build dở vãi nồi ấy. Nhìn nó không hợp lý tí nào nhờ. Đấy, từ nhớ các bạn. Mình sẽ lấy mấy cục đá mình trang trí. Để mình đi xuống mình đào một ít đá nha. 64 một sách đá bạn ơi, đủ rồi. Mình về tiếp tục công việc các bạn. Ở đây có mấy con mực nhìn được quái nổi các bạn. À đấy, nhà mình hướng bên kia nha các bạn. Mình sẽ lấy đá và trang trí các bạn. Mấy con ong mình nó hình như nó vào hết rồi bạn. Từ khi mà mấy con ong nó xuất hiện bạn, nó làm lúa mình nó chín nhanh vãi bạn. Yêu có mực này các bạn. Đây có mặt này. Ok mình sẽ làm mấy cầu thang đá nữa bạn. Đấy, mình sẽ trang trí nó hoài. Ôi, từ mình phải đập cái bàn chế tạo này đi các bạn. Đấy, mình hy vọng là nó sẽ ok bạn, mình nghĩ nó không ok tí nào các bạn. Đấy. Đấy, và đây sẽ là ở trong đây mình sẽ đào ra mình lắp vào bạn ơi. Có mình xây tạm như thế này các bạn, nếu bạn chơi xấu mình cũng chịu rồi, tại vì nó xấu thiệt mà. Đấy, mình xây chủ yếu như này thôi bạn, nhà kho đơn giản thôi bạn. Đấy, và sẽ lắp gỗ. Chết chết. Ui, nhìn có vẻ xịn sò. Ui, được của nó bạn. Đấy, thì đây là cái nhà kho của chúng ta. Mình sẽ lấy thêm một ít lá trang trí thôi. Xem nó có được hay không nhỉ. Nhìn nó cái gì vậy, kiểu gì các bạn ơi. Ok mình sẽ lấy một ít lá này. Được vãi nồi vậy. Đấy, từ từ mình đặt lên trên luôn. Đấy.
nó bị cái kỳ kỳ tí nào ấy nhờ, không ổn tí nào ấy. Mà kệ đây, mình xây tạm thôi các bạn, tại mình không giỏi view ấy. Ôi nhìn nó quái quái dị vãi nồi. Ok thì mình vào đi. Việc tiếp theo là mình chỉ cần chế tạo thêm mấy cái rương các bạn ơi. Làm thêm cũng nhiều rương ấy bạn. Mình cần làm thêm mấy cái thùng này. 8 thùng không đủ đâu. 15 thùng. 23 cái thùng rồi. Ok, mình sẽ vào đặt đây. Đấy, 23 cái thùng là hy vọng nó sẽ đủ. Ôi, chết chết. Phải nối gì mới được nè. Vãi nồi. Đấy, ngon ngay. Và bên đây chỉ là tại vì cái nhà kho đây là cái nhà kho mini các bạn. Từ nhà để mình thiết kế lại. Đúng rồi. Đấy. Ôi, mình làm dư thùng quá bạn. Đấy, được ngay. Và mình sẽ đặt. Ok. Mình sẽ đặt đốt xung quanh để cho mấy con zombie nó khỏi vào này nè. Tự nhiên mình đang lấy đồ con Creeper vào nổ thì to các bạn. Ôi, trời tối bạn ơi, mình đi lấy một ít, lấy mía mình trồng này. Hiện tại mình đang rất cần mía nha. Mình cần mình lấy mía để mình xây mình làm cái bàn phù phép các bạn. Đấy. Ok bạn ơi, mình vào đi ngủ rồi. One Piece House này, đấy, được các bạn. Trong này chẳng hai tập mình đã làm ấy. Ok, đi ngủ thôi. Ok, thì vậy mình đã có một cái nhà kho bạn ơi. Đấy, thì đây là cái nhà kho của mình. Mình sẽ làm như thế này thôi bạn. Mình không biết trang trí như thế nào, kệ nó đi. Ok, thì từ từ mình sẽ dọn đồ vào sau. Và việc tiếp theo của mình làm sẽ làm một cái bàn phù phép các bạn ơi. Đấy, bật cái bàn phù phép. Mà để làm cái bàn phù phép thì chúng ta phải cần có hắc diện thạch các bạn. Mình sẽ đi đào một ít hắc diện thạch đây. Mình sẽ múc qua xô nước các bạn. Mình ở mọi dân hai tập mình đã có. Bên đây là mình thấy ở bên đây có một cái hố lava này các bạn. Ui, mấy con creeper này. Kèo xin lên. Ui, cái gì đấy anh? Cái mới vào mà anh. Ui, anh chơi thế là không được đấy. Ok, mình sẽ đi lấy một ít lava. À đấy, bên đây là bên. Rồi, mình sẽ lấy một ít hắc diện thạch chứ, mình nhầm. Ok. Ui, sao múc lại nước không được ta, nó bị lag rồi. À đây đây. Ok, mình sẽ lấy, hình như là cái bàn phù phép thì nó cần 4 viên hắc diện thạch các bạn. Ok, mình nghĩ là tầm 4 viên là đủ rồi. Thì bạn nào mà có thử thách gì cứ comment bên dưới video cho mình biết nha bạn, để mình làm cho tập tiếp theo. Ok, mình sẽ lấy 4 cục hắc diện thạch. Nó bị lắc các bạn ơi, mình lên 5 cục luôn à. À ok, mình đủ rồi bạn ơi, mình sẽ đi về đây. Ok. Ui, thì đây hai viên kim cương. Ok các bạn ơi, thì đây là cái bàn chế tạo của chúng ta. Được của nó các bạn. Mình sẽ đặt ở đâu nhỉ? Ok, mình sẽ đặt ở đây luôn. Từ từ các bạn, mình sẽ kiếm cái khu nào nó thích hợp. Ok, mình sẽ đặt ở ngoài trời luôn nha các bạn. Đấy, đây là cái bàn chế tạo của chúng ta các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại nó chưa có sách, mình sẽ đi mình sẽ giết một ít ít ôi bò, nó có nhiều bãi nổi này, mình cho nó ăn tí đây, mình có lúa vậy, mình cho mấy con bò nó ăn xong mình giết, tại vì mình không muốn giết mấy con bò đâu ta, tại vì mình cần làm cần nhiều sách đấy bạn, mà sách phải cần da bò nên mình phải giết mấy con bò này thôi bạn ạ, chứ mình đâu có muốn giết mấy con bò này đâu. Ok, ok. Ui nhìn cái mang bò thương quá rồi.
Ui, 27 miếng da thuộc à? Còn hai con bò. Ok, còn vô đây à? Thôi kệ đi, còn vô đây thì mình để lại đi bạn ơi, mình giết thì nó tội lắm. Có gì thiếu thì ở trong giữa hai tập, thời gian giữa hai tập thì mình chỉ cố gắng nhân giống lại và mình lấy đủ cái gì nhờ, mình cứ quên đó nha. Cái gì ta? À, lấy đủ da thuộc để mình làm. Hiện tại thì không có giấy bạn ơi, mình chỉ chấm phân bón cho mấy cái mía này, em lấy giấy chứ. Ôi phải nồi mía phân bón không được các bạn ơi. Quay gì là mình thiếu giấy rồi à. Rồi mình đặt hết này đi. Nó làm một tí thôi. Ok. Tám miếng giấy à. Ôi, hình như mình không đủ các bạn. Ở đây có 8 miếng da thuộc nữa nè. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình tạm là mình không có mía các bạn để làm giấy ấy, nên mình chỉ làm được hai cái bàn phục phép như thế này các bạn. Thì ok, thì trong thời gian thứ hai tập thì mình sẽ cố gắng làm full như thế này luôn các bạn. Thì ok, thì mình nghĩ video của mình ở đây là kết thúc các bạn ơi. Thì tập này thì mình đã có làm được một cái nhà kho và làm một cái bàn phục phép, thì mình mong là trong thời gian thứ hai tập mình cố gắng hoàn thiện cái bàn, mình làm hoàn thiện tất cả các kệ sách luôn và mình sẽ dọn đồ vào ấy. Thì nếu bạn thích series của mình ấy thì quên là làm một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình, bạn đặc biệt là chia sẻ lên cái fanpage trên Facebook hoặc là cái trang mạng xã hội khác ấy. Chúc bạn một ngày tốt lành. Yes.